Kính chào toàn thể các bác. Lâu lắm rồi em mới về một số dòng cụ loa. Hàng này ngày xưa em có bán và bây giờ cặp này là 3,2 triệu một cặp bát 40 các bác nhá. Với mã là 15QP 010 bát 40 RCF từ 22 côn 100. Không để các bác mất thời gian, bây giờ em sẽ unbox này ra. Và cái sản phẩm này thì em đang chuẩn bị nắp trên đây là cái thùng TH115XL. Con bát này thì thật ra em không lựa chọn củ RCF nhiều đâu. Em chỉ thấy cái củ nào mà nó chất lượng, mà nó ổn định và nó phù hợp với nhu cầu của mình thì mình đi dùng thôi. Đi nắng nhiều các bác, người ngợm đen như là cục than luôn. Mấy hôm mà anh em không chở được hàng nên là phải tự đi mà chở. Hơi vất vả tí. Các bác đang được xem là hai kiện nguyên đan nguyên kiện của bát này. Cổ này là nhập từ Trung Quốc về nhá. Đó, em unbox luôn cả một đôi để các bác cùng xem. QT 15-010. Đây là cái cụ bass. Ui, rất là nặng. Cái thùng bìa này thì em sẽ úp tạm xuống để gỡ cái bát này lên trên. Đây là củ bass. Các bác chờ em một chút, em lấy luôn cái cân để cân cho các bác cùng xem. Mấy hôm anh em thợ mà chạy mất dép cái là nhục ngay. Bây giờ em sẽ cân lên cho các bác cùng xem nhé. Củ này là nặng vào 10 cân mốt. Ok, em sẽ bóc luôn là cái kiện còn lại. Ôi dồi, rất nặng. QP 015 à 010. Đây là cụ này là cụ bát 40 các bác nhá, cụ bát 40. Từ 2 côn 100. Và đằng sau của cái dòng này, các cái hàng mà nó có cái tem QC này là cái tem kiểm định. Và những dòng này nó đắt hơn trên thị trường mấy trăm nghìn cơ. Đằng sau nó có là vào khá nhiều lỗ toàn nhiệt. Có 2 4 6 lỗ toàn nhiệt. Một cái mút này. Cái con này ý, thì đời này là đời đa năng nhé. Vừa chơi nời được và vừa chơi súp được. Còn cái loại trên thị trường mà đang có nhiều anh em báo là chuyên súp ý, cái củ đít xanh ý, thì các bác khi lấy về có thể là nó khỏe nhưng có thể là nó yếu. Còn như cái con này em đánh với công suất chương trình là 700W là đánh được, rất là ok. Còn nếu mà đánh với công suất 700W công suất khởi chạy, đánh với công suất chương trình là 1400W thì khá là hợp lý. Củ này các bác chơi với một số dòng loa nời hoặc một số dòng loa súp thì nó sẽ ra được cái chất, cái bát này tiếng rất là mềm, rất là mềm. Còn như một số dòng cụ nó khác thì nó cũng được mềm nhưng mà nó chưa chắc nó mềm được con này. Con này là gân, 3 gân. Đấy, màng không có tẩm dầu tẩm giếc gì đâu, rất là bình thường thôi. Đây, màng đây, không có dầu mỡ gì hết. Đấy, con này thì nếu như nắp vào loa nời, nó là loa nời. Còn nắp vào loa súp thì nó cũng đảm nhiệm được cái nhiệm vụ của một cái loa súp cần có. Đấy, tức là tần số thấp nó đánh được. Còn thực tế trên thị trường ấy, nhiều anh em bảo là cái loại chuyên nời, chuyên súp thế này thế kia nó còn tùy. Nhưng mà nếu mà loại chuyên súp ấy, thường thường là gân cao su nó to, hoặc là 2 gân hoặc 3 gân. Như con này là gân 3 gân này, 3 gân này.
là con này vừa đánh lời được, vừa đánh súp được. Hợp với thùng nó là súp, còn không hợp với thùng thì nó là phun ra đánh lời. Các bác cứ để ý mà xem. Con này nếu mà lắp vào súp đơn 40, các cái dòng series như là TH115 thì auto luôn, mà nói với các bác, nói nhanh với các bác, chúng ta không cần quá nhiều công suất để mà chơi cho cái súp này, cái bát này nó khai thác được nhiều. Tức là cái bản thân cái thùng và cái bát này nó gần như với hợp với nhau rồi. Và khối lượng thể tích màng này, dao động tối đa, tức là cái áp suất hơi của cái màng này trên cái củ loa này, như em xem ở trên hãng thì nó đâu đó nó khoảng tầm là 180 nít. Là cái màng bát này nó áp suất hơi dàn như thế. Còn một số các cái thùng của Việt Nam các bác mua về, không phải là các series đời TH ý, không chắc đã nắp được cái bát này đâu. Bát này vào đánh nó chỉ cục thôi, nó không được êm và sâu. Nhưng con bát này nắp vào cái thùng này thì chắc chắn là nó sẽ được cái êm và sâu các bác nhá. Chắc chắn là nó sẽ êm và sâu khi kết hợp cùng với một số cái dòng loa siêu trầm mà bên em đang có, như là dòng series TH, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là cao. Còn nếu về loa nở thì bên em vẫn ưu tiên là các bác nên sử dụng những củ loa neo, nó sẽ cho độ nhạy cao hơn. Độ nhạy của con bát này thì nó là vào 96 dB, 96-97 dB ấy. Tần số đáp ứng từ 35Hz đến 1.2 kHz với cái củ bát này. Đấy, ok. Công suất chương trình là 1.400, công suất khởi chạy là 700 và công suất tối đa là 2.800W trên cái bát này. Các bác cứ thoải mái mà đập nhá. Ok. Thì video giới thiệu của bác đến đây nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.